Xin chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ TV. Nếu thấy hay các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để liên tục cập nhật những tin tức nóng hổi đến từ tin tức 24 giờ TV nhé. Sau đây mời quý vị cùng đến với các nội dung chính có trong chương trình. Thưa quý vị, trong bản tin thời sự nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với tin trình sau đây. Tin nóng, Trung Quốc ngang nhiên diễn tập quân sự ở quần đảo Hoàng Sa. Ba chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Việt Nam nhiễm COVID-19 phạt tù thư ký tòa nhận 22,5 triệu đồng của đương sự. Khởi tố giám đốc công ty vàng bạc đá quý ở Cần Thơ. Lãnh đạo thành phố Phan Thiết ra tối hậu thư về xây dựng trái phép. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin nóng, Trung Quốc lại ngang nhiên diễn tập quân sự ở quần đảo Hoàng Sa. Cục Hải sự tỉnh Hải Nam Trung Quốc ngang nhiên thông báo từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 28 tháng 9, quân đội Trung Quốc tiến hành cuộc diễn tập tại hai khu vực ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Cục Hải sự Hải Nam ngày 26 tháng 9 đưa ra hai thông báo khác nhau về cuộc diễn tập ở Hoàng Sa với cùng thời gian nhưng địa điểm khác nhau và cấm tàu thuyền vào khu vực diễn tập. Hiện không rõ đó là cuộc diễn tập diễn ra tại hai địa điểm hay là cuộc diễn tập khác nhau được tổ chức cùng lúc. Quân đội Trung Quốc chưa có thông tin về cuộc diễn tập quân sự. Thông báo nói trên được đăng trên website của Cục Hải sự Trung Quốc không cung cấp chi tiết về cuộc diễn tập mới. Trong khi đó, tờ sao China Morning Post dẫn một nguồn tin tiết lộ đó là cuộc tập trận bắn đạn thật. Cũng theo SCMP, đây là cuộc tập trận thứ ba của Trung Quốc ở Hoàng Sa từ đầu năm đến nay. Theo sau, hai cuộc tập trận diễn ra vào 18 tháng 6 và từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7. Ngoài cuộc diễn tập quân sự mới ở Hoàng Sa, trong hôm 28 tháng 9, quân đội Trung Quốc tiến hành tập trận ở Biển Hoa Đông, Bồn Hải và Hoàng Hải, theo Reuster. Đây là lần thứ hai trong khoảng một tháng, Trung Quốc tiến hành tập trận cùng lúc ở bốn vùng biển. Trong đợt tập trận hồi tháng trước, tờ South China Morning Post dẫn một số nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc cho biết, Nước này phóng hai tên lửa đạn đạo đến vùng biển giữa đảo Hải Nam với quần đảo Hoàng Sa trong sáng 26 tháng 8. Tin tiếp theo, ba chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Việt Nam nhiễm COVID-19. Theo Bộ Y tế, đến 18 giờ ngày 28 tháng 9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ 25 tháng 7 đến nay 551 ca. Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 28 tháng 9, ba ca mắc mới là các ca nhập cảnh được cách ly ngay. Thông tin 3 ca mắc mới, bệnh nhân 1075, 1077 đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay, tại Phú Thọ 2 ca, Hà Nội 1 ca. Cụ thể như sau, các bệnh 1075, nam 33 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc là chuyên gia kỹ thuật. Các bệnh 1076, nam 58 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc là chuyên gia kỹ thuật. Ngày 18 tháng 9 năm 2020, cả hai bệnh nhân từ Quảng Đông, Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Phú Thọ. Ngày 19 tháng 9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 27 tháng 9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Kết quả ngày 28 tháng 9, hai bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện hai bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Các bệnh mùa 1077, nam 48 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia. Ngày 13 tháng 9, bệnh nhân nhập cảnh từ Ấn Độ trên chuyến bay số hiệu 6E-8979 và được cách ly tập trung ngay tại Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 15 tháng 9 âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 28 tháng 9 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Theo Bộ Y tế, tổng số người tiếp xúc gần nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly 16.829, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 272, cách ly tập trung ở cơ sở khác 10.995, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 5.562. Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến nay số ca tử vong 35 ca, số ca điều trị khỏi 999 ca. Tin tiếp theo, phạt tù thư ký tòa nhận 22,5 triệu đồng của đường sự. Ngày 28 tháng 9, Tòa án Nhân dân huyện Phú Tân, An Giang mở phiên xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Phú Phong, 39 tuổi, cựu thư ký Tòa án Nhân dân huyện Phú Tân, 4 năm tù với tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, hội đồng xét xử tuyên cấm phong đảm nhiệm chức vụ trong 2 năm. Theo cáo trạng, tháng 10 năm 2016, ông VVT, ngụ huyện Phú Tân, thông qua cán bộ địa chính nhờ phong giúp đỡ cho vụ kiện tranh chấp đất đai với người khác. Phong nói ông T phải chi tiền thì mới giúp giải quyết. Vài ngày sau, ông T đến phòng làm việc đưa cho Phong 15 triệu, sau đó Phong tiếp tục gọi ông T đến tòa, yêu cầu nộp thêm 6 triệu với lý do thu tạm ứng chi phí tố tụng, chi phí án phí, đo đạc, thẩm định tài sản. Sau khi nhận tiền, Phong chỉ nộp 500.000 đồng tiền án phí, số còn lại dùng tiêu xài cá nhân. Phong cũng không tiến hành đo đạc và thẩm định tài sản như đã giải thích với ông T. Khoảng một năm sau, thấy sự việc không được giải quyết như mong muốn, nên ông T liên hệ Phong thì Phong viện nhiều lý do để tránh mặt. Ngày 10 tháng 12 năm 2018, ông T tiếp tục hẹn Phong ra quán cà phê nói về việc Phong nhận tiền nhưng không giải quyết và toàn bộ cuộc nói chuyện được ông này ghi âm lại Ngoài ra, cuối năm 2015, Phong được giao giải quyết đơn khởi kiện tranh chấp đất đai của bà NTNT. Quá trình giải quyết, Phong tạm thu của bà T 2 triệu đồng chi phí thẩm định, đo đạc tài sản, rồi chiếm đoạt luôn số tiền này. Như vậy, bị cáo Phong chiếm đoạt của hai đương sự tổng số tiền 22,5 triệu đồng. Chuyển sang tin tiếp theo, khởi tố giám đốc công ty vàng bạc đã quý ở Cần Thơ, trong thời gian tại ngoại chữa bệnh, nữ giám đốc công ty vàng bạc đá quý ở Cần Thơ tiếp tục bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 28 tháng 9, công an thành phố Cần Thơ khởi tố bị can đối với Tạ Thị Thu Thảo, 31 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Minh Anh để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can được tại ngoại để điều trị bệnh. Liên quan đến vụ án này, hồi tháng 6, cơ quan điều tra khởi tố bị can bắt tạm giam em họ của Thảo, Tạ Hoàng Huyên, 26 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Long Thịnh Phát. Họ bị cáo buộc lừa bán 7.000 chiếc nhiệt kế hồng ngoại, 500 thùng khẩu trang y tế để chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng. Trước đó, cuối năm 2019, Thảo bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tố cáo, người phụ nữ này đưa ra thông tin gian dối về việc có khách hàng cần mua kim cương, có người hùn tiền nhập kim cương về bán lại kiếm lời, thảo chiếm đoạt khoảng 10 tỷ. Cảnh sát khi đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can, sau đó cơ quan chức năng cho thảo tại ngoại để chữa bệnh. Tin tiếp theo, lãnh đạo thành phố Phan Thiết ra tối hậu thư về xây dựng trái phép. Một trường hợp xây dựng trái phép trên đất rừng tại khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận tuy bị cơ quan chức năng yêu cầu tháo rỡ, khôi phục tình trạng ban đầu nhưng vẫn bất chấp. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết Bình Thuận vừa ban hành công văn gửi phòng quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, Ủy ban nhân dân phường Mũi Né, yêu cầu xử lý nghiêm trường hợp xây dựng trái phép tại khu phố Long Sơn phường Mũi Né. Nếu cố tình vi phạm thì xử lý hình sự. Theo nội dung công văn số 6512 ngày 25 tháng 9 gửi phòng quản lý đô thị tài nguyên môi trường, Ủy ban nhân dân phường Mũi Né, qua thông tin phản ánh của người dân, dù bà Cao Thị Nụ 54 tuổi, chú phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, bị Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu đình chỉ xây dựng, trả lại hiện trạng thửa đất như ban đầu. Nhưng theo thông tin người dân phản ánh, hiện nay khu nhà xây dựng trái phép của bà Cao Thị Nụ, 1 1268 m2 vẫn xây dựng, không chấp hành quy định xử phạt của thành phố. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mũi Né phải khẩn trương kiểm tra, lập biên bản yêu cầu bà nụ đình chỉ ngay việc xây dựng và tháo dỡ phần xây dựng sai phép. Nếu bà nụ cố tình sai phạm, sau hai lần xử phạt mà cố tình vi phạm thì lập hồ sơ chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra, xử lý hình sự theo quy định pháp luật. Về công trình xây dựng trái phép, nếu bà nụ không tháo dỡ thì lên kế hoạch cơ quyết cưỡng chế tháo dỡ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường mũi né phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ủy ban Nhân dân thành phố nếu không ngăn chặn kịp thời để xảy ra việc xây dựng trái phép của bà Cao Thị Nụ. Công an nêu rõ. Ngoài ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết còn giao Phòng Tài nguyên Môi trường, Quản lý đô thị theo dõi, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố biện pháp xử lý người đứng đầu. Nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, người đứng đầu chính quyền phường xã phải chịu trách nhiệm trước thành phố. Xem xét trách nhiệm của Chủ tịch phường. Trước đó ngày 7 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ra quyết định số 4405 xử phạt hành chính trên lĩnh vực xây dựng đất đai đối với bà Cao Thị Nụ. Bà Nụ tự ý xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất thửa đất số 40, tờ bản đồ số 114 với diện tích 1268 m2 tại khu phố Long Sơn phường Mũi Né. Bà Nụ bị Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết xử phạt hành chính 22,5 triệu, đồng thời buộc bà này khôi phục tình trạng ban đầu của thửa đất như lúc trước khi vi phạm. Thời gian ấn định để khắc phục tình trạng này 20 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Liên quan vụ việc này, chiều 28 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, Phan Đức Tuyên ký tiếp công văn số 6571 gửi phòng quản lý đô thị, phòng tài nguyên môi trường và phòng tư pháp đều thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết chỉ đạo rõ. Dù đã có yêu cầu tạm dừng thi công công trình xây dựng trái phép của bà nụ, nhưng Ủy ban nhân dân thành phố nhận được thông tin bà nụ cố tình xây dựng công trình này. Vì vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết tiến hành kiểm tra thực địa công trình bao gồm cả việc kiểm tra về sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép, kiên quyết xử lý triệt để hành vi sử dụng đất sai mục đích và xây dựng trái phép của bà Cao Thị Nụ. Đồng thời, tham mưu cho thành phố xem xét trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mũi Né trong việc không kịp ngăn chặn để bà Nụ có điều kiện hoàn thiện công trình trái phép này. Nội dung trên cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.